hôm nay Hiền lại cái đường này các bạn, gần nhà Hiền luôn có cái chỗ này, tự nhiên cái trồng bông quá chừng luôn, nhìn đẹp ghê chưa. Nguyên cái khúc này là trồng bông này hết luôn nha cả nhà, mà cái bông này á là người ta không có ăn được, là y như ở bên đây thì cái mình trồng rau cải hay trồng bất cứ cái gì hết, cái đất nó không có được tốt á, cái người ta trồng cái cây này làm phân nha, mình trồng cái cây này lên á, rồi người ta xới đất lên cho lấp đất lại là làm cái phân bón luôn cả nhà. Nhưng mà cái cây này nó rất là đẹp luôn. Hiền thấy đẹp quá, Hiền lại Hiền quay mà cũng không có biết cái hoa gì luôn cả nhà. Làm như là kêu bằng hoa làm phân đi. Wow, hóng mê à. Chứ cơ hoa chinh tờ hình theo len, chứ cơ hoa chứ cơ tăng phải leo tờ, chứ cơ chung thẹn à, thế gì tăng phải leo tờ hả? Chứ cơ chay thấy quan à, hình to rỉnh chung chơ cơ chơ toàn lô sắm bu to sư hình theo len. Tới gì Hiền lại chi liều phai ống mề cả nhà ơi, thì Hiền quay vòng vòng cho cả nhà xem nha. Cái này đẹp quá cả nhà ơi, rất là đẹp luôn. Ai ồ, mình vô trong đó nó ngứa cả nhà, ngứa cái bông nó vàng thật luôn á, giống vàng mà y hệt cái hoa mai mà ở bên Việt Nam mình luôn chứ cơ. Nó cơ hoa giãn sơ hình sen, nó cơ mình ve nặng từ nó cơ mấy hoa y giang hình hoảng hình theo len, sau chỉ theo len tờ nè khanh cho bên đứng ra chung sau to tờ chung hình to hình cho rủ còi dù thẻn lì to hơi chung. Có nắng cháo mắt con Hiền cả ơi, đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà. Giờ Hiền quay gần cái cây mai cho cả nhà xem. Ủa mà cây mai, cây hoa cho cả nhà xem nè, cả nhà nhìn hoa, hoa ơi là đẹp luôn, hóng mẹ rồi cả nhà ơi. Gió thổi đu đưa nguyên một khúc này là trồng hết toàn bộ luôn cả nhà. Nhìn bên kia, nhìn tuốt đằng kia luôn, ở đây là thẻn lì hen, ở đây là đất ruộng cả nhà, ở gần nhà Hiền luôn đất ruộng, không phải bên đây nữa mà qua mé bên kia luôn. Mé bên kia là toàn bộ nguyên cái khúc này là trồng hoa này hết, tại vì đất nhiều khi nó hết dinh dưỡng á, cái người ta không có bỏ mà cái phân á cả nhà, người ta trồng cái này là tăng phân nè. Đẹp ơi là đẹp. Ở đây nó gần cái sân bay, bởi vì cái tiếng máy bay á nghe lớn. Wow. Cả nhà, gió đu đưa rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn nè, nhìn kỹ nó giống y hệt cái hoa lan. Cái hoa lan mà cái cây lan cả nhà. Cái lá, cái hoa nó y hệt cái hoa lan luôn. Ồ. Cái này có ong lại nữa nha, chắc có mặt cái cả nhà ơi. Cái này là có ong nè. Nè có bướm nữa nè. À bướm nè. Ý bướm mà cái con này con nhỏ chứ không con bự cả nhà ơi. Nè, ong nè. Ý mình quay được con ong rồi nè. Đẹp quá. Đẹp ơi là đẹp luôn. Nguyên một khúc này là toàn bộ hết luôn cả nha. Khúc này hết luôn á. Rất là đẹp luôn. Cả nhà nhìn qua bên kia đường. Wow, thấy tuốt ở đằng kia luôn, tuốt đằng kia là cũng trồng mấy cái này hết luôn ha. Chính giữa là nó cho mình cái đường đi thôi, còn bao nhiêu là trồng cái bông này hết toàn bộ luôn. Ông mẹ à. Mẹ.
mình xong mình thấy hoa là mình thích. Hiền thấy hoa Hiền thích lắm. Wow. Cả nhà thấy máy bay không? Ở đây máy bay nó chạy suốt vậy luôn á. Chạy chạy suốt luôn. Nó tạt. Bên kia có cái máy bay nữa. Ta cho khăn hình sang nơi cơ lãnh hoa, nơi cơ thải quan từ lãnh hoa, hoa từ hoa khai sáng mua tôi sư hoáng sơ từ sao mệ từ cho phởi leo hải khởi gì chung năm màu phèo lên từ hoa. Wow, mệ tao bứt xịn, mệ tao vừa lại vừa xa lại phai lợ. Chân mẹ, mi khăn. Chứ cái này phong mi hình to. Mi phong á, mi phong hình to. Và chẳng xô rồi. Ồ, mi khăn. Ồ, mi phong. Chứ chứ lì. Hãy dù hình to ủ tỉ à. Khăn tao vò. Tao phơi dầu rồi. Hình xem hoa rồi. Hoa vò cho tha. Phê chi à? Này nó rất là cao luôn nè. Nhiều khi nhiều cây hả nó cao còn qua khỏi đầu mình, nhiều cây thì nó không có qua, nó ngang người của Hiền luôn. Nhưng mà mình đụng tới hơi ngứa, thì nãy Hiền chui vô ở trong nó đó. Cái nó xót xót y hệt là lúa bên Việt Nam mình vậy đó. Thì cái này là người ta trồng lúa gạo á, xong một năm rồi cái người ta cho đất nghỉ xả hơi, người ta trồng cái cây này, cây tự nhiên hồi nãy mình đi hỏi cái bà chủ đây quên mẹ rồi. Tự nhiên nó Hiền hỏi bà chủ đất đây, mình xin lại chụp hình đó cả nhà. Thôi mất mặt. Vậy thì sao sao mà hoa của quan chi là thay giảm mà hả? Thay giảm mà che yeah. Cái hoa này là kêu hoa thay giảm mạ cả nhà ơi. Nè cái cả nhà thấy cái chỗ nào mà nó tốt quá thì nó không có bông nè, cái chỗ nào mà nó tốt thật tốt, nó cao hơn cái đầu của Hiền luôn thì nó không có bông, còn cái chỗ nào mà nó thấp nó ra bông quá chừng luôn á thì mới có bông. Hồi nãy mình lại á, mình không có biết kêu hoa gì luôn, không biết kêu hoa gì. Giờ mình gặp cái ông bà chủ hỏi hoa gì, người ta nói tay giảng mạ, mà cái tiếng bên đây cả nhà, còn cái tiếng ở bên Việt Nam Hiền cũng không biết dịch là gì luôn. Đẹp ơi là đẹp, rất là đẹp luôn. Ở đây là ruộng không làm bởi vì rất là ít nhà luôn á. Cái nhà thấy nó tốt, cái chỗ này nó tốt quá là tốt luôn. Nó tốt mà, tốt xong thì không có bông, không có tốt thì mới có bông. Quá trời nhiều luôn. Ở bên kia người ta có trồng mà bắp nữa cả nhà. Trái bắp nếu mà ruộng ở bên đây ruộng là người nào người ta cũng nghỉ hết,
Tôi nghĩ một thời gian, tôi nghĩ ta trồng cái này cho đất nó khỏe lại rồi năm mới trồng mì tiếp ha. Ủa có cái hoa này nó ngộ nè. Có cái hoa này sao mà nó có nửa trắng nửa vàng. Cái hoa này nè. Hoa cái hoa này nó đổi màu cả nhà ơi, sao từ nãy giờ thì quay quá là nhiều luôn. Đâu có đâu, có một cái này nè, không biết nó cái màu nó vậy ha, không ha, nó bị bệnh không biết. Ở đây rất chiều á, rất là mát luôn. Gió rất là mát luôn á, không tại vì á bây giờ hết nắng rồi. Bây giờ mới có 2 giờ mấy chiều mà bây giờ nó hết nắng rồi cả nhà ơi. Mắt rượi luôn á, rất là dễ chịu. Cái nhà thấy gió đu đưa là hoa đó rất đẹp. Thì cái Hiền chia sẻ cho cái nhà cái hoa mà người Đài Loan người ta trồng, ta làm phân á, làm cái phễ leo á, thì đến đây cũng kết thúc rồi. Hiền cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền nha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lần sau. Bye bye.